đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Cùng trưởng thành với sách Thánh Hiền. Hiếu Hiếu, tớ phải đi giúp ông nội phơi sách. Cậu đang xem gì vậy? Ngưu Ngưu nói tớ nhất định phải đọc cuốn sách này. Nếu như bây giờ cậu xem mấy quyển sách này, sẽ bị tiêm nhiễm đó, sẽ che mờ trí tuệ của cậu, sẽ khiến đức hạnh của cậu bị tổn thất. Trả lại cho Ngưu Ngưu đi. Chúng ta mau đi phơi sách đi. Tiểu Sủng ơi, mau đi thôi. Cậu nhất định phải giúp ông nội phơi sách đàng hoàng đấy. Vậy cậu thì sao? Tớ đường đường là CEO, đương nhiên là phải giám sát cậu chứ. Mau đi đi. Ông ơi, để Tiểu Sủng giúp ông dọn dẹp là được ạ. Tiểu Sủng ơi, sao Hiếu Hiếu lại kỳ lạ vậy? Ông ơi, không trách Hiếu Hiếu được, là cuốn sách đó đang khống chế bạn ấy. Tiểu Sủng ơi, cậu chỉ biết nói chuyện mà không chịu làm việc. Bỏ đi, để tớ tự làm. Hiếu Hiếu, cháu không sao chứ? Nội ơi, con xin lỗi, là do con không nhìn đường ạ. Nội không sao chứ ạ? Hiếu Hiếu, sao cậu lại trở nên tốt rồi? Tiểu Sủng ơi, cậu nói vậy là sao? Cuốn sách của Ngưu Ngưu có pháp lực rất mạnh, đã khống chế cậu biến thành một CEO đấy. Nói ra tớ mới nhớ, lúc nãy tớ đã vô lễ với cậu và ông nội. Xin lỗi nhá. Không sao, có điều cậu làm sao mà bình thường lại vậy? Tiểu Sủng, sao còn chưa đi bê sách? Hiếu Hiếu, tớ hiểu rồi. Cuốn sách này sợ nước, cho nên pháp lực mới bị yếu đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cuốn sách đó để rửa cho sạch sẽ. Nếu không thì không biết khi nào cậu biến thành CEO nữa. Anh ơi, hai người đang cầm thùng nước làm gì vậy? Đệ đệ ơi, giúp bọn anh tìm cuốn sách đi. Tìm sách ạ? Anh ơi, anh lấy đồ chơi của em thì cũng phải nói với em một tiếng chứ. Anh là anh của em, lấy đồ chơi của em cần gì phải nói. Không thèm quan tâm với anh nữa. Anh xin lỗi nhé, không phải anh muốn lấy đồ chơi của em chơi đâu. Ông có dạy, nếu sửa lỗi thì hết tội, hễ che giấu càng thêm tội, anh đừng nói dối. Đệ đệ, thật sự không phải lỗi của Hiếu Hiếu đâu, là cuốn sách lúc nãy đang khống chế bạn ấy. Sách chạy kia, mau bắt lấy nó. Đợi chút, muốn bắt được cuốn sách đó phải dùng loại bong bóng ma thuật này. Sao cuốn sách né giỏi thế? Hai người ngốc quá, sao lại không biết động não chút nào vậy? Nhìn đây, nhớ kỹ, phải biết dùng đầu óc. Anh Tiểu Sủng ơi, anh ấy là bị khống chế rồi. Báo lên Tiểu Sủng ơi, đuổi sách đến chỗ của tớ. Ừ.
lần này ngươi chạy đi đâu? Hay quá, tóm được rồi. Tiểu Trùng ơi, đệ đệ, cảm ơn hai người nhá. Anh ơi, anh bình thường lại rồi à? Ừ, khi nãy đối xử với mọi người như vậy thật là có lỗi. Được rồi, Yêu Yêu, chuyện này cũng không trách cậu được. Chỉ cần cuốn sách này sạch sẽ thì cậu sẽ không trở nên xấu nữa. Tiểu Trùng ơi, chuyện gì thế? Có lẽ là đem hết chất bẩn rửa ra ngoài rồi. Câu chuyện này là sao? Tiểu Súng, cậu không có khả năng chấp hành gì hết. Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được. Anh Tiểu Súng ơi, anh ấy lại trở nên xấu rồi. Làm sao đây? Chuyện này... Em đi tìm ông tới giúp. Đệ đệ, đừng mở cửa. Thật là thành sự không thấy, hỏng chuyện có thừa. Bỏ đi, vẫn là phải tự mình ra tay. Chạy được à? Ngươi, mau làm biến mất đám băng này. Hiếu Hiếu, cậu có thể bò ra được mà. Không được, tớ đương đương là CEO, làm sao mà bò ra được chứ? Tiểu Sủng, vũng nước này là do cậu làm ra hả? Đây đều là do cậu làm ra mà. Tớ á? Tiểu Sủng ơi, giúp tớ đi, băng lạnh quá. Không được, pháp lực của nó đã vượt qua tớ rồi, cậu bò ra đi. Tớ phải chú ý đến hình tượng của mình chứ, tớ là... Cậu đừng nói cái gì CEO nữa đi. Tớ không muốn làm CEO nữa đâu. Tiểu Sủng ơi, giúp tớ ra ngoài đi. Hiếu Hiếu, làm một CEO phải chú ý hình tượng là chuyện tốt. Nhưng con cũng phải nhớ, trong đệ tử quy có dạy, đi thông thả, đứng trang nghiêm. Chỉ cần con làm được điều này thì sẽ không bị ngã nữa. Tiểu Sủng ơi, tớ hiểu rồi. Cho dù làm CEO đi nữa thì chỉ cần nhớ kỹ lời dạy bảo của đệ tử quy thì làm một CEO có đức hạnh cũng có thể hành hiếu đạo, làm việc thiện. Đệ đệ ơi, xin lỗi nhá, vì anh đã dọa em sợ. Hóa ra điều làm cho pháp lực của cuốn sách suy yếu không phải là nước mà là thiện tâm và đức hạnh của Hiếu Hiếu. Đúng. Anh ơi, chúng ta đuổi theo cuốn sách đi. Vẫn là phải lau sạch nền nhà trước. Để em giúp anh nhé. Cảm ơn. Đệ đệ ơi, mỗi người lau một nửa nhé. Vâng ạ. Tớ dùng chút pháp thuật nhỏ để nền nhà mau khô hơn. Hiếu Hiếu à, khi các con lau nhà thì nhớ phải làm theo thứ tự từ trong ra ngoài. Nếu không thì nền nhà sẽ biến thành mặt hề đấy. Được chưa nào? Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Đệ đệ ơi, bắt đầu thôi. Nhìn kia, nó đấy. Cuốn sách xấu xa kia biến anh trở thành người xấu, còn chạy lung tung nữa. Đều là tại hành vi không tốt của anh mới làm cuốn sách trở nên xấu. Là lỗi của anh. Xem ra đức hạnh của Hiếu Hiếu khiến cuốn sách này triệt để mất đi pháp lực rồi. Chắc là ông nội rất buồn. Bây giờ tớ sẽ đi xin lỗi ông nội. Nhìn này, Hiếu Hiếu, cuốn sách này có thể cảm nhận được hành vi thiện của cậu đó. Thế nên mới hiện ra văn tự của đệ tử quy. Vậy là sau này tớ sẽ dùng hành vi thực tế của bản thân để học tập sách thánh hiền. Em cũng muốn.
Nào, chúng ta cùng nhau dọn dẹp thư phòng đi. Sách CEO biến thành điện tử quy á? Đúng. Ngưu Ngưu, chúng ta xem sách nhưng thực ra là đang xem chính bản thân mình. Thế nên chúng ta nhất định phải đọc sách thánh hiền để đoan trang chính bản thân mình. Được. Các bạn nhỏ ơi, sách vở cũng chia tốt xấu. Thế nên chúng ta nhất định phải đọc nhiều sách thánh hiền, tăng trưởng trí huệ và tu dưỡng, mới có thể tránh xa những cuốn sách không tốt. Tạm biệt nha. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.
trả Nam mô A Di Đà Phật.